Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 106. Như cái câu Như Đức nói rất là quan trọng quý vị. Người mù mà đi một con đường lâu dài vẫn không lạc lối. Người sáng mắt mà đi nhiều con đường vẫn lạc lối. Câu này Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân Ngài dạy nè: nếu đi bằng thiền thì người sáng mắt hay kẻ đuôi mù đều có thể đến bờ bên kia. Tuy có con mắt trí huệ mà không niệm Phật thì không phù hợp với nguyện lực. Tuy ngu ám độn mà có thể niệm Phật thì được nương vào nguyện lực của Phật để được vãng sinh. Nên cái người không biết thuyết pháp gì hết, không biết tụng kinh, không biết trì chú gì hết, như người ngu khờ ám độn mà lại niệm Phật lại thành công. Con người có con mắt trí huệ sáng suốt, họ có thể đọc kinh giảng pháp quá trời luôn, nhưng họ không niệm Phật thì cũng không phù hợp vào bổn nguyện. Các vị nghe câu này không? Nếu đi bằng thiền thì người sáng mắt hay kẻ đuôi mù đều có thể đến bờ bên kia. Ý nói người thông minh giảng kinh thuyết pháp giỏi, người ám độn ngu si, nhưng hai hạng người này đều niệm Phật nương vào bổn nguyện thì chắc chắn đều thành tựu con đường vãng sanh. Nhưng nếu nghĩ mình thông minh sáng suốt mà mình hiểu biết nhiều, mình không niệm Phật thì người này cuối đời vẫn đơ, vẫn thất bại, không vãng sanh. Quý vị tại sao không chọn cái câu này quý vị? Nếu đi bằng thiền thì người sáng mắt hay kẻ đuôi mù đều có thể đến bờ bên kia. Sao không làm chỗ này đi? Mình ở cõi này mình có thông minh cỡ nào đi chăng nữa mình cũng thối tâm. Mình có thông minh cỡ nào đi chăng nữa mình cũng sợ bị đọa tam đồ. Tại sao mình không chịu nương vào bổn nguyện niệm Phật? Bây giờ mình nương vào bổn nguyện niệm Phật, mình thông minh, mình cũng làm được những việc cho chúng sanh. Nhưng hoàn toàn mình nương vào bổn nguyện niệm Phật chứ mình không dám gây dựng tự lực. Vậy thì nó quá yên tâm rồi. Còn người ám độn ngu si, người ta chỉ cần lo niệm Phật, người ta đâu có làm được những việc gì trong cuộc đời. Vậy mà người ta cuối cùng người ta vẫn thành tựu của đường vãng sanh. Còn mình thì thông minh hiểu biết quá trời luôn, muôn kinh vạn luận mình hiểu biết. Nhưng cuối cùng mình lại đơ. Là vì mình cho rằng mình giỏi quá, nên mình không cần ai giúp, mình không nương vào bổn nguyện. Cuối cùng mình rớt đài là do tại mình. Nên câu này của Ngài Pháp Nhiên dạy cực kỳ hay. Dù người thông minh hay ám độn gì, chỉ cần nương vào bổn nguyện niệm Phật thì quý vị thành công. Đây là xác thực 100% rõ ràng. Nhiều người làm chuyện lớn lao, Phật sự lớn lao, giảng kinh thuyết pháp nhưng không chịu niệm Phật. Không niệm Phật, nghĩ rằng công hạnh mình quá lớn Phật sẽ rước. Sai rồi. Phật rước là ngay người niệm Phật. Bổn nguyện là ngay câu Phật hiệu. Nên Phật rước là rước ngay người niệm Phật. Người không niệm Phật thì không phù hợp vào bổn nguyện. Nên hàng Phật tử tu tịnh độ phải nhớ chỗ này để mình niệm Phật. Người ta ngu si ám độ mà người ta lại thành tựu con đường giáng sanh đặc biệt tuyệt vời. Vì coi như chùa mình bây giờ bé 11 tuổi nó biết cái gì đâu. Nó chỉ có niệm một câu Phật hiệu mà nó ra đi thù thắng như vậy. Chính mắt Nhà Đức thấy. Cái bà cô bên Đại Tùng Lâm mới đây cũng gì. Người ta bệnh đau mà tới giây phút cuối cùng người ta chỉ có niệm Phật, người ta thành tựu rất là thù thắng.
cái cô bụng bự mà mới làm ký sự thì coi cái bụng ta to gì. Mà người ta chỉ quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi, chờ Phật rước thôi, chứ người ta không đi tìm bác sĩ, tìm thuốc gì hết. Thấy rõ ràng không? Tuy người ta bệnh đau đề rề gì mà người ta chỉ có cầu sanh cực lạc. Hôm qua như Đức gặp một cái cô này, cô nói: trời, con nhờ nghe thầy giảng, bởi vì con gặp thầy con cảm ơn, con mừng, con cảm ơn dữ lắm luôn đó, con nói thiệt. Gặp thầy xúc động rơi nước mắt. Tại vì con này thầy bệnh đau đủ chuyện, khổ buồn chán đủ chuyện luôn. Con nhờ nghe thầy giảng con phấn chấn lên, con niệm Phật mà giờ con khỏe như nè thầy. Con gặp thầy con cảm ơn thầy dữ lắm. Mỗi lần gặp thầy muốn nói những lời này mà thấy người ta đông quá không nói được. Bữa nay lỡ nói trong lòng nhẹ nhàng, cảm ơn thầy quá. Chỉ những điều đơn giản thôi. Con bệnh đau đủ chuyện nè thầy, niệm Phật mà giờ khỏe luôn. Nói vậy coi, những điều mình cô động gì đó mà người ta áp dụng lại có kết quả. Dù bệnh ung thư, bệnh gì đi chăng nữa, buồn chán, chồng bỏ, vợ bỏ, con bắt hiếu gì, chỉ cần chăng thật nương bụng nguyện niệm Phật, quý vị có cơ hội. Như cái câu chuyện mà cái người này khổ quá, đến gặp ông thầy than thở khổ quá. Ông thầy nói: vì nhớ khổ mà khổ nó tăng, bây giờ nhớ Phật đi, nhớ Phật thì khổ quên, thì quên khổ thì hết khổ. Nhớ Phật đi, từ đó vì sao nhớ Phật hết khổ, và cuối cùng được Phật tiếp dẫn giảng sanh, chấm dứt khổ đau luôn. Sự đại ngộ của cực lạc thù thắng lắm. Vì sao gọi là cực lạc? Vì một quốc độ cung cực an lạc tự tại, một quốc độ tuyệt vời, một quốc độ không thể nghĩ bàn. Quý vị ở đây, quý vị có ăn ngon cỡ nào cũng phiền phức nấu, dọn ra, rửa chén, bưng bê đủ chuyện phiền phức, quý vị thấy không? Dù quý vị có hưởng thụ cỡ nào vẫn gọi là có trở ngại, vẫn là không phải sự đãi ngộ thù thắng. Chỉ có thế giới cực lạc mới là sự đãi ngộ thù thắng. Chỉ có thế giới cực lạc mới đãi ngộ thù thắng. Quý vị biết rằng những đức đặt đồ cho các cụ mỗi người 2 bộ, kêu người ta may, cố gắng may đặc biệt cho các cụ. Lần đầu tiên may, nghĩ rằng đặc biệt cho các cụ, bởi vì cái thất bại là cái khởi đầu. Không chịu cẩn thận. Quý vị biết vì sao sản phẩm của người Nhật mà đứng thị trường mà đặc biệt gì không quý vị? Luôn luôn đồ gì của người Nhật là đặc biệt là vì sao? Vì lòng tin. Quý vị nhớ, khi người ta đặt hàng của một công ty Nhật, nếu bị hối họ, họ nói quý vị cứ đi đặt chỗ khác. Dù biết rằng chúng tôi cần cái mặt hàng này, cần cái kiện đồ này để mà được lợi nhuận, nhưng nếu quý vị hối tôi mà bắt buộc tôi phải làm để mà sản phẩm bị giảm chất lượng thì điều này chúng tôi không làm được, vì uy tín là chỗ quan trọng. Nên mình là người kinh doanh, ai có hối mình cỡ nào mình nói không, tôi phải làm cho chất lượng. Bây giờ anh chị kêu tôi làm gấp mà không chất lượng tôi cũng không làm. Vì sao? Vì mất uy tín. Kiếm tiền một lần mà về sao mất uy tín, tôi không làm. Uy tín là chỗ quan trọng để thành đạt sự nghiệp cuộc đời, cũng như tín nguyện là chỗ thành tựu của đường giảng sanh. Vì thiếu đi tín nguyện làm sao vị thành công con đường giảng sanh, vì thiếu đi uy tín ở thế gian làm sao vị thành đạt được sự nghiệp lâu dài. Dù vị thành đạt cũng là nhất thời gian sập tiệm. Nên uy tín là chỗ cực kỳ quan trọng. Đo đạc may đồ cho các cụ, quý vị nghĩ may đồ mà quần dài quần cục, mà trong khi trong chùa mà cho một cô đo luôn, không biết vì sao luôn. Hoài như Đức la cô một chặp, chính cô đi đo đồ mà cuối cùng thành ra gì? Đi đo đồ mà may cho các cụ gì? Nên họ cho người lên để sửa đồ nữa, thôi khỏi đi, mình bận mua đen luôn các cụ, quần dài quần cục luôn, bận luôn, mình giảng sanh mà. Những đứa cũng hết lòng với các cụ, mà do cái cõi này nó là như vậy đấy. Sự đãi ngộ của cõi này nó có vấn đề, nên sự đãi ngộ của thế giới cực lạc mới thù thắng. Ở thế giới cực lạc làm gì có chuyện may đồ, mà đồ thế giới cực lạc lại là chăn bão. Thế giới cực lạc cũng khói càng nấu ăn, nhưng đồ ăn lại là 100 món, khi dùng rồi tự biến mất, không cần rửa chén dọn dẹp gì hết. Nhà mình một mình ở thì có một cái ghế ngồi ngon lành đặc biệt,
Người ta đến nhà chơi hai ba người thì tự nhiên hiện ra những cái ghế. Người ta đi về rồi ghế tự biến mất. Hoàn cảnh không có rác, không có bụi bặm dơ giấy. Mặt đất thì bằng phẳng, không có hầm hố. Nên nó là ở đại ngộ thế giới cực lạc mới đặc biệt. Còn ở cõi này có đại ngộ cỡ nào vẫn có vấn đề. Ăn ngon vào có khi không tiêu hóa thì đau bụng. Thế giới cực lạc thì không có chuyện này. Mà người ở thế giới cực lạc thì không già, không bệnh, không chết. Ở đây có già, có bệnh, có chết. Nên ở cái cõi này có đặc biệt cỡ nào cũng không có gì đặc biệt. Nên chúng ta chọn cái chỗ đi đến đó là gì? Thế giới cực lạc. Điểm đặc biệt mình chọn lựa đi đến là thế giới cực lạc. Nên muốn làm ăn kiếm tiền lâu dài nhưng lại không có tạo uy tín. Không tạo uy tín. Không tạo uy tín là điều thất bại. Nên chúng ta đến với nhau, cái uy tín là chỗ cực kỳ quan trọng. Uy tín là chỗ cực kỳ quan trọng. Nên có những người đi đến chùa mình hát những đức nói, vì cứ nghĩ có những người tại do không hiểu, hát được chùa mình đó là điều vinh hạnh thù thắng đặc biệt. Vì sao? Toàn là Phật tử niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì dễ tìm một cái ngôi chùa mà toàn là Phật tử niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có những khóa tu niệm Phật của người ta nhưng mà niệm Phật gieo duyên thôi. Còn chùa mình là mỗi ngày giảng tịnh độ, đều là những người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thế vì lại hát cho những người niệm Phật tương lai về thế giới cực lạc làm Phật nghe. Vì nghĩ cái nhân duyên phước báo vì lớn cỡ nào. Mà duyên phước lớn thì sự nghiệp mới thành đạt. Và chùa mình thành công, những đức cũng là từ chia sẻ tịnh độ, tập trung con người chứ không phải là chương trình hát ca mà tập trung. Nên đã tập trung được lượng con người đông như vậy, mình được đến hát, đây là một nhân duyên đặc biệt. Từ nơi đó tất cả Phật tử đa phần mục tiêu là gì? Nghe những đức giảng pháp. Còn thêm chương trình gì cũng là do tự những đức sắp xếp. Người ta đều vô cùng hoan hỷ. Nên nhân duyên của những người đi đến chùa mình hát là phải chuyên niệm Phật, phải nghe pháp những đức đồ, nó mới có nhân duyên lâu dài. Còn những người mà gieo duyên chơi thì đến đi là chuyện bình thường. Nên mỗi một con người mình áp dụng Phật pháp vào cuộc sống thì phải nhìn xa trông rộng mình mới thành công kìa. Nên con người sống phải duy trì cái uy tín cực kỳ quan trọng. Nên người bên cạnh những đức, quý thầy, quý chú, quý cô, những đức đều dặn dò, các cụ cũng vậy, những đức dặn dò. Con người sống nó phải có chữ tín. Sống phải có cái chung cái nghĩa. Chứ không được là trước mặt thì gì mà sau lưng thì khác. Giả dối thì không được đâu. Phải sống với nhau, đến với nhau bằng tất cả tấm lòng, nhiệt tình hết mình đến với nhau. Những đức thương chúng nhiệt tình hết lòng đối với chúng. Thương các thầy, các chú, các cô nhiệt tình hết mình, từng chút từng chút. Có khi mà ngồi chơi với các cô, thấy nguyên một nhóm 70-80 cô, mỗi buổi tối tu xong, công việc gì xong, những đức đều qua chơi chung một chút, ngồi tập trung lại hết. Giống như thờ Đức Phật còn tại thế, lúc nào đệ tử cũng ngồi xung quanh, cái này cái kia, ngồi nói chuyện đâu, nhắc nhở đâu, để quy chúng thành một. Nó không có rẽ ra. Vậy mà lâu lâu nó còn rớt một người, đừng nói chuyện, bỏ thí vào đài. Đây là ban tổ chức làm việc mà. Và nữ nữa quý vị coi tính tình tâm tư cỡ nào chứ. Quy nhất là một hướng, ngồi chơi một chút, về ai cũng đi ngủ hết. Không có ngồi tụm ba tụm bảy, ngồi góc này góc kia tùm lum. Nên ngày nào những đức cũng qua ngồi chơi, nhắc nhở cái nhóm nữ. Nên từ từ cô nào cũng vui vẻ, hoan hỷ để tu tập, nhiệt tình hết mình lo cho chúng đàng hoàng. Chị em càng ngày càng đoàn kết, vì chơi được chơi chung, tu tu chung, ăn ăn chung, ngồi nói chuyện, nói chuyện nghe chung gì. Thế thì thấy cái chúng chùa như vậy mới đặc biệt được gì. Nếu như những đức bỏ thí bỏ đại rồi sao, tứ tung lang tan hết đó. Nên chúng trong chùa phải hiểu. Vì thấy muốn thành tựu sự nghiệp cuộc đời phải kiên nhẫn, nhiệt tình hết mình. Có khi ngồi mà như đức mua miếng đồ ăn, như đức có ăn miếng nào? Đồ ăn ngon cỡ nào ngon cũng không ăn miếng nào, ít bao giờ ăn. Đó cũng là một cái ăn huệ. Có một gia đình mua nguyên một cái thùng nho gì tặng những đức, sợ ngày sinh nhật lú bú tặng cho thầy.
thì như Đức chia cho nhóm mấy cụ già yếu, người già trái, rồi quý thầy quý chú già trái, rồi các cô. Nhưng Đức không ăn một trái nào. Ý muốn nói rằng như thế nào, mình cảm thấy mừng khi người khác được ăn ngon, được vui vẻ. Cái tâm con người mình đến với nhau vậy đó quý vị. Những Đức thì ít bao giờ ăn vặt, ăn dụng lắm, không bao giờ ăn sữa sồ đồ, ít bao giờ mà uống lắm, nước ngọt đồ không uống. Đa phần ăn cơm thôi, phở hủ tiếu mì bánh xèo này kia cũng không ăn, đa phần ăn cơm. Chỉ cần xào dĩa đồ ăn, ăn được, rồi miếng đồ chiên đồ khó gì gọi là ăn rồi đó. Vừa miệng thì ăn nhiều chút, không vừa miệng ăn ít chút. Sống vậy đó, mỗi ngày vậy thôi. Thấy chúng chùa mình đoàn kết thương yêu, mọi người đều vui. Ngồi chơi các cô thấy nó vui vẻ hoan hỷ, mình thấy mình cũng mừng. Thấy một đứa nào nó không tu nữa, nó đi về thấy tội nghiệp ghê. Mình đều nói một câu, đi về mai mốt khổ quá, có cơ hội thì quay lại tu. Như có một cô ở trên thành phố, không biết có tâm trạng có buồn buồn gì sao, không nói. Đi về thấy cũng tội nghiệp ghê. Mà mỗi lần về là nghe nói buồn dữ lắm. Ở chùa mình cỡ nào cũng vui dữ lắm quý vị. Tội nghiệp. Còn đứa nó ở ngoài Phú Yên hay gì, miền ngoài. Nên những Đức nhắc các cô mình mỗi ngày cỡ mở vui vẻ, có chuyện gì là nói liền, coi như mình là người thân, người trong nhà gần gũi, không có gì mà ngại ngùng. Cỡ mở ra, mình sống cuộc đời tu hành là quá hạnh phúc rồi. Con bé 14 tuổi nó muốn đi tu ghê, mà ba nó đem về bắt nhốt nó lại, thấy không, tội nghiệp không. Mình được ở trong chùa tu gì là phước duyên đặc biệt quá, mình cố gắng, cố gắng. Nó nên những Đức nó mình gặp Phật pháp, Phật pháp cứu đời mình. Sống trong cuộc đời tu hành đó là ý nghĩa nhất, nhất là ngôi chùa mình. Nuôi người già làm việc ý nghĩa. Mình gặp mình vô ngôi chùa 2-3 người, mình phục vụ ai bây giờ, mình làm gì giờ ý nghĩa. Chùa mình Phật tử nó về ào ào, đây là cơ hội ý nghĩa sống đặc biệt. Chiều nay tới lớp đạo làm con, sáng nay những Đức qua bên chùa mới hướng dẫn ta tu. Đi đâu ai cho gì cũng lụm tha đem về. Giống như Tôn Ngộ Không, dù có đi lên trên Ngọc Hoàng Thượng Đế ăn uống gì cũng bỏ miếng đồ ăn, bỏ vô bao sách về cho đàn khỉ con. Nên từ nơi đó mà vai trò mình viết rồi, mình thương chúng cũng như người thân gia đình. Thấy mà các thầy, các chú, các cô đồ, các cụ đồ vui, bản thân mình cũng vui. Nên quý vị thấy mà ngày nào như thế cũng làm trò cho họ cừ. Viết của mình như thằng hài, họ kể. Miễn sao để chúng ta vui. Sống với mọi người mà thấy người ta vui vậy mình mừng. Nhưng mình sống trong gia đình mình mà, mình làm cha làm mẹ mà thấy con cái gia đình vui, mình cũng vui. Nên cái niềm vui, cái sự an tâm là sự hạnh phúc nhất của đời người quý vị. Hạnh phúc nhất của đời người là gì đó? Thấy Phật tử về chùa mà vui mình cũng mừng ghê. Khi nói chuyện người ta hiểu, phần nhiều người ta vui. Người ta không hiểu nói ủa ông thầy nói chuyện là kỳ quá. Nhưng mà những Đức nghĩ cả đời những Đức dùng văn tự lộ lẫy, văn tự thô quen quý vị. Ai nghe tôi thì phải chịu đựng, viết rồi cảm giác chân thật. Những Đức mong mình là người đơn giản. Bởi vì những Đức có bao giờ nói chuyện với vị mà xưng thầy đâu. Không. Cuộc đời mình muốn làm người đơn giản bình dị vậy. Thấy rằng Phật pháp cứu cuộc đời mình từ một người hư. Bây giờ những Đức nghĩ những người hư nghe những Đức cũng có cơ hội. Nên mỗi cô tu mà phiền não cái gì mà đi, họ quay lại mình đều cho cơ hội hết. Vì sao? Vì đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi thôi vậy. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì mang theo đâu. Nên những khuyên chúng, mình được duyên này đặc biệt lắm. Dù gặp sự cố trở ngại gì cũng cố gắng, đau lưng nhau mà vượt qua khó khăn, vậy mới hạnh phúc. Nó có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Con người sống phải có tình người chứ. Sống vậy là đặc biệt quá. Nên những Đức thường nói các cô, các cô gặp những Đức là các cô yên tâm. Con người những Đức sống có chung nghĩa lắm, không bao giờ bỏ ai đâu.
Từ khi là mình hết duyên, chứ bỏ mạng không bỏ người. Mạng mình có bỏ đi, mình cũng không có phải là vì mình mà đi bỏ người khác, không. Cuộc đời của người, hùm chết để gia, người ta chết để tiếng, quý vị. Con người mình ai cũng còn cái sai, nhưng cái chữ trung nghĩa, cái đạo đức của người là quan trọng. Nên chúng người ta quý thương những đức, người ta yên tâm về những đức. Vì sao? Những đức hướng đạo với một cái tấm lòng chân thật. Dù mình không có hiểu nhiều, nhưng có vật hiệu này những đức chân thật niệm. Vì nhờ niệm Phật mà được như ngày hôm nay, nhờ niệm Phật mà đặc biệt như vậy. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đại thù thắng. Nên những đức cứ nhắc hoài chúng trong chùa khô hơi cạn tiếng. Có khi mà ho mà ra máu cũng nhắc chúng. Làm gì làm phải niệm Phật. Các cô phải nghe lời những đức. Thấy những đứa không lúc nào cũng đem máy niệm Phật. Vừa nhớ Phật, ai vậy đà 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 Phật. Niệm liền, gánh bấm số liền. Cỡ nào bấm số. Làm công quả có nhiều cỡ nào cái phước cũng không đủ. Ở trong cái nơi phước báo lớn gì. Phải niệm Phật, niệm Phật mới đại phước báo. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà xa. Gắng lên, cố gắng lên. Phật tử cũng vậy. Dù làm công việc gì, có trở ngại gì cũng phải niệm Phật. Niệm Phật là niệm Phật, là niệm cho mình. Mình được kết quả mới giúp được người. Mình không có kết quả sẽ giúp người đây. Nhưng đức mà không niệm Phật được, sao mà có lực chia sẻ tịnh độ hừng hực gì. Nhờ niệm Phật, nhờ xí niệm Phật lên xe một cái, ngồi một cái là nghe câu Phật hiệu liền. Nên những đức nói cái người mà chạy xe mà chở những đức mà nói chuyện, những đức không có chịu. Lên xe ngồi niệm Phật đi, đừng có nói chuyện. Nhất là tài xế chạy xe không có nói chuyện. Mình nói chuyện lỡ có chuyện gì thì sao? Mình không phải tập trung chạy xe cho đàng hoàng. Nói chuyện gì là ngồi nói chuyện chứ không có. Cái kiểu mà lên xe mà ngồi nói chuyện nghiêu ngáo, không có nói chuyện, cái đó nguy hiểm đó. Nên từ nơi đó mà mỗi người mình phải tín nguyện niệm Phật. Các thầy, các chú, các cô, nhất là các cô, những đức nhắc suốt. Lúc nào những đức cũng nhắc suốt. Cái nghiệp người nữ nặng hơn người nam. Mình biết điều đó nên mình nhắc người nữ suốt luôn, bên cạnh nhắc suốt vậy. Những đức rất là thương, nó thiệt, rất là thương luôn. Thấy như một gia đình. Vô đây mà họ lo cho các cụ đồ, lo cho chúng, lo nấu ăn đồ. Những đức đi qua bên kia giảng, ở chùa nấu ăn đồ đàng hoàng, lo lắng như những đức ở chùa. Điều này những đức mừng vô cùng. Các thầy, các chú đều nhiệt tình mỗi cương vị, hết lòng, hết dạ. Rồi sai gì những đức nói, không bao giờ dám cự, sửa liền. Gặp những con người gì còn gì nữa, dù bỏ mạng đi chăng nữa, giờ mình cũng hết lòng với họ. Họ nghe lời mình, họ quý thương mình. Mỗi lần mà những đức qua bên kia ở một hai ngày lễ, là mình thấy đặc biệt cái sống nhau đặc biệt nữa. Ở đâu mà có được cái duyên con người đặc biệt gì. Những đức đi qua bên kia, những đức ngồi trên xe mà chạy theo chào. Vì nghĩ cái tấm lòng gì, thật giả gì không biết, nhưng mà những đức nói cho vị nghe, đó là một con người quý nhau quá chân thật. Mình quý họ quá thật, họ nhiệt tình với mình chứ gì. Như cùng một thể, cùng nhiệt tình tu, nhiệt tình hết lòng với nhau, sống với nhau vậy là hạnh phúc cỡ nào quý vị. Người thế giới cực lạc cũng thật lòng. Mình nhân địa mình cũng thật lòng với nhau. Mà gặp được nhân viên một con người nhiệt tình lo cho mình gì là được rồi. Nên các cụ những đức mua đồ, may đồ cho các cụ, những đức muốn cho đồ cụ tốt lắm. Nhưng mà cái nhân viên ở khỏi này để nhắc mình vô thường. Thôi khỏi sửa chứ. Bây giờ bao nhiêu bà cụ bây giờ lôi ra sửa đưa lại tùm lum la mất công lắm. Thôi khỏi đi. Thôi tùy duyên. Quần ống cục ống dài bẵng luôn các cụ. Nghe lời những đức đi, không sao đâu. Đó là tấm lòng những đức, hết lòng với các cụ. Nên mới nhắc nhở mình ở cực lạc mới là đãi ngộ thù thắng. Còn ở cõi này là nó không có thể nào thù thắng tròn vẹn được đâu. Dù mình cố gắng hết lòng đó, nhưng mà nó vẫn khuyết. Nên mọi người phải tín nguyện niệm Phật, quyết chí mình phải về cực lạc. Nhớ nghe, chúng trong chùa quyết chí mình phải về cực lạc. Đó. Cái tâm mà hướng về cực lạc thì mỗi ngày nó vui. Tại vì mình có chỗ đi về. Còn mình mà nghĩ mình không về cực lạc thì mình sẽ buồn. Nên những người mà bỏ chùa đi đa phần mất lòng tin niệm Phật giảng sanh.
thì cuối cùng ra ngoài đời càng buồn càng khổ, nên nhìn nhận rồi quay lại, quay đầu lại mà tu, quay đầu lại mà tu. Đừng có gì cái ngã mà hại mình nhé, đừng có gì cái ngã mà hại mình. Con người mình nên cho mình cơ hội để đời này mình tu tập để thành thụ con đường giảng sanh. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng, ai cũng tín nguyện niệm Phật cả đời, cả đời tín nguyện niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật, vui vẻ niệm Phật, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, chớ ngay gì cũng niệm Phật, nương vào đạo tràng niệm Phật để phát nguyện đời này cầu sanh cực lạc. Chúc vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.